Kính thưa quý vị đồng tu, chúng ta tiếp tục tham cứu trên phần kinh Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm. Phật xét quy trần số thế giới, mà trong đó các hạt trần trong thế giới hải hiển của Chomani, mà trong đó có các đại bồ tát và các vị chư Phật. Rồi những gì đang biến khác nào vương hữu sứ, điều làm sao biết được người trí quan sát có tiếng điều vô thường. Và người trí là tất nhiên là sẽ quan sát sự vô thường. Rồi quán chiếu trên sự thanh tịnh, biết được sự thanh tịnh quán chiếu của vạn vật, đó là người mà hôm trước tôi đã giảng là đại căn lớn. Khi quý vị đồng tu gặp được người đại căn lớn là quý vị phải giữ chặt người này, đừng đỡ rời đi, vì người này là luôn mang lại đại phước cho quý vị, đại phước và đại lộc, đại lợi. Là người đại căn như vậy thì sự quán chiếu là điều mà tất là các tướng pháp đều không ngã. Vì những người đại căn thì sẽ thấy được các tướng pháp đều không ngã, đó là người đại trí. Các bậc tùy nghiệp sanh giải như tiếng nói khúc hiểu hình, những pháp thấy ở đây chỉ nhà đều hưởng ứng. Giữa đạo đi mộng tưởng há dầu cho số phận chưa từng có chánh pháp thì làm sao nói hết. Dẫu nhanh chóng tàn lụi muôn giấc đều như vậy. Lúc đó thì Bồ Tát Quan Thù Sư Lợi đã nói về việc chúng sanh đều có đài như vui, vui trong vô ngã, như yếu và rất là nhiều sự phiền não vẫn trong pháp giới không có thơ xuất, không thơ xuất. Rồi Bồ Tát Quan Thù đã nói cứ theo nghiệp mà theo nghiệp đó đã tạo sanh quả cũng như vậy. Điều này có nghĩa là các quả và nghiệp đã tạo, các quả đang nhiều quả và nghiệp để tạo đều được như vậy. Thì quý vị ông tu cũng nên biết, chúng ta nên hiểu được quả nhân tạo là quả nhân thành, quả nhân tạo quả nhân thành, đó là quá trình mà chúng ta cũng sẽ thấy được là như vậy, sẽ thấy được là như vậy. Và trong pháp giới thì tất cả đều có sự nhanh chóng của tất cả các pháp. Mà hôm trước chúng ta đã nói về pháp của chúng sanh là pháp hữu vi, trong khi pháp của quý vị chư Phật và Bồ Tát là pháp vô vi. Từ vô vi sang hữu vi, từ hữu vi sang hữu vi, đó chính là sự của vô ngã. Khi có nhân bản thân của chúng ta chấp ngã thì điều đó có nghĩa là chúng ta đang dần đến sự của sự an lạc, để rời xa sự an lạc. Tâm của chúng ta bị dao động, nên phần lớn là sự đảo điên mộng tưởng đều xảy đến cho chúng ta. Vì vậy đó là gọi là đó là do chúng ta chưa được liễu nguyên cảnh trí và vô song pháp nhận, vô sanh pháp nhận mà trên kinh
viên giác trên kinh Đại Niết Bàn chúng ta đã nhắc tới, thì tất cả đều là do sự liệu nguyên cảnh trí và tánh chấp. Quy trong ngã có vô ngã, và trong tình có vô tình. Từ đó mà chúng ta nên biết sắc tức thì tâm tâm của mộng, của sự, của điên, của sự huyền ảo và điên đảo, đó chính là sự mộng tưởng. Quy là sự mộng tâm, nên chúng ta rơi vào phiền não và luân hồi. Nên quả nhân tạo là ở chỗ này, từ đó mà chúng ta bị sanh ra các dòng nghiệp quả. Kính thưa quý vị đồng tu, bài giảng kinh điển và thuyết pháp hôm nay chúng ta học đến đây thôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị đồng tu ở video bài giảng tiếp theo. Xin cảm ơn.